Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cái cây chảo siêu to nha các bạn. Cây này hoành 200 nha. Thẳng đẹp lắm các bạn. Chú mình sử dụng cái máy cưa đó là máy cưa G375 nha. Xài lam Latin lưỡi cưa tiên. Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cây nha. Cái cọng dây của chú mình là cọng dây 17 ly nha các bạn. Cây rất là to luôn các bạn ơi. Thẳng rồi các bạn. Rồi chú mình leo lên tới đó rồi. Rồi để mình quay xuống nha. Chúng mình lấy máy cưa nè các bạn để mình gùm lên nha. Đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó, gần nhà khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Rồi chú mình lên tới trên luôn rồi đó. Lên trên để cắt mấy cái nhánh khủng nữa nha. Rồi chú mình thắt dây an toàn rồi các bạn ơi. Lên cao nữa rồi. Lên tuốt trên luôn rồi. Cây này quá nhánh rồi. Rồi để mình gùm lên nha các bạn. Rồi chúng mình ở trên đó giật máy kia quá cao rồi, cái máy mình zoom hết tới rồi các bạn ơi. Chúng mình sử dụng cái máy cưa đó, mình xin nhắc lại là máy cưa G375 nha các bạn, xài lam Latin nha, lưỡi cưa hết tiền. Các bạn ơi, ngã đó các bạn.
luôn. Rồi chúng mình thắt dây an toàn leo xuống nha. Rất là nhanh lẹ nha các bạn. Rồi xuống mình cũng quay nhập nhanh lớn á, đàn cừa đó là cừa mở miệng nha các bạn ơi. Rồi lùa ngang cho ngã. Ngã đó các bạn ơi. Rồi chúng mình di chuyển qua hai cái nhánh này nè các bạn. Cho gớt nha các bạn. Chúng mình trên đó cưa quá lẹ các bạn ơi. Đó. Cái giật máy cưa cái đoạn đó luôn đó. Cưa đó là cưa mở miệng đó các bạn ơi. Cây tràm này có chỗ kêu bằng cây keo nha các bạn. Rồi chúng mình máng mấy cưa để di chuyển xuống các bạn. Rồi chú đứng đó cưa một đoạn à. Oh.
xuống bên cưa cho nó thấp xuống á, cắt cho nó gọn ba cái nhánh đó các bạn, để nó ngã xuống nó không có bị tét cái thằng cây nha. Chúng mình thắt dây an toàn ngay đó các bạn ơi. Rất là to
Rồi chúng mình đợi xuống tới đất, lát cưa gốc mình quay tiếp nha. Rồi chúng mình sạn cái gốc đó trống trống để ngồi cưa gốc nha các bạn. Khúc này bự quá, cắt bớt lần ra. Cái máy cưa mà chúng mình đang cưa đó là máy cưa gần 4,5 nha các bạn. Có chỗ kêu bằng máy ghê, còn ở mầm thì kêu bằng máy gờ. Bên kia còn khúc cây to nữa.
là đứt á. Còn dài quá. Ghi chưa ngã các bạn ơi. Kẹt dính cái cưa bự trong à. Rồi chúng mình nêm cái búa vô các bạn cho nó nhỏng lên, lấy cái cưa ra. Sao mà nó cứng ngắc vậy? Dính con miếng. Dạ dính miếng ngay chỗ đó. Quá khứ cái cây à. Chú mình cắt bằng gan luôn các bạn ơi. Cây này hoành 200 nha các bạn. Quá khúc cây quá đẹp luôn. Lỗi ra tới da cây này già cây à. Chúng mình cắt mấy cái ngành nó rất dễ, lôi kéo nó đi nha các bạn. Nó mở đẹp luôn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.